Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Trong chương 1037, chúng ta thấy Ngũ Lão Tinh đang bắt đầu lo lắng về tình hình chiến sự ở Wano. Họ không hề nghĩ rằng trận chiến giữa hai Tứ Hoàng và đám Liên Minh Hải Tặc cùng Samurai lại bị đẩy đến mức xa như vậy. Cuộc họp này cũng tiết lộ ra sự tồn tại của một trái ác quỷ đã không thức tỉnh trong nhiều thế kỷ và ngay lúc này có vẻ như nó đang chuẩn bị được lộ diện. Rõ ràng trái ác quỷ này được cho là một thứ gì đó đặc biệt và quan trọng nhất đến nỗi chính phủ thế giới phải đặt một cái tên khác cho trái ác quỷ để giấu đi thông tin thật. Ngay ở trong chương 1041, CBO nhận được lệnh từ Ngũ Lão Tinh rằng phải loại bỏ Monkey D. Luffy ngay lập tức. Điều này xảy ra khiến cho chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng, nếu Luffy có trái ác quỷ truyền thuyết của Joy Boy, sức mạnh đối trọng nguy hiểm nhất đối với chính phủ thế giới trong toàn bộ lịch sử, vậy thì tại sao họ không hành động sớm hơn? Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình của Luffy. Từ khi Luffy vô tình ăn mất trái ác quỷ Gomu từ chỗ Shanks tóc đỏ, Luffy cùng băng hải tặc của mình vẫn luôn hành động vì lẽ phải, không run sợ hay ngại động chạm đến hải quân hay thế lực nào khác. Vì vậy, có thể Ngũ Lão Tinh từ lâu đã biết trái ác quỷ cao su đang ở trong tay của Luffy và luôn chú ý đến những hành động của cậu ta, nhưng họ đã đánh giá thấp, cho rằng cậu chỉ là một hải tặc nhãi nhép và không cần nghiêm túc truy sát. Ban đầu thì khi nghe tin Luffy đánh bại Along, cậu vẫn chỉ là một hải tặc trẻ tuổi đến từ East Blue, không cần thiết phải lo lắng và trực tiếp đối phó với Luffy. Lần đầu tiên Ngũ Lão Tinh cảm thấy lo ngại về Luffy là ở Alabasta và Ngũ Lão Tinh ngay lập tức ra lệnh xử lý Luffy. Smoker đã chọn phương án không bắt Luffy, còn Hina cố gắng bắt băng mũ rơm nhưng Bon Clay đã giúp anh ta trốn thoát. Sau đó, họ biến mất một thời gian vì đã đến Sky Island và chính phủ thế giới không có cách nào tiếp cận được băng mũ rơm, ngay cả khi biết họ đang ở đâu. Ở phần tiếp theo sau Skypiea, trên Long Ring Long Land, đô đốc Aokiji được cử đến để đối phó với băng mũ rơm và đã đánh bại được băng mũ rơm, nhưng ông ta quyết định không giết chết Luffy vì món nợ Gap và việc giúp ông đánh bại Crocodile. Ông cũng đánh giá cao Luffy nên để cho cậu tự chọn hướng đi của riêng mình. Trong Water 7, CB9 được lệnh giết chết băng mũ rơm, nhưng Robin đã thỏa thuận với CB9 rằng nếu họ tha thứ cho băng mũ rơm, cô ấy sẵn sàng đi cùng họ. Dĩ nhiên thì lúc đó nhiệm vụ bắt Robin vẫn quan trọng hơn. Trong phần Thriller Bark, Kuma được cử đến để giết Luffy, nhưng Zoro thỏa thuận với anh ta và anh ta đã từ bỏ Luffy. Ở phần Sabaody, Kizaru cũng được cử đi xử lý băng mũ rơm, nhưng Kuma đã cứu họ. Ở phần Marineford, Hải quân đã cố gắng giết chết Luffy nhiều lần, mặc dù rất có thể Ngũ Lão Tinh không ra lệnh làm như vậy, vì họ không nghĩ rằng Luffy sẽ ở đó, vì trước đó Luffy đã bị nhốt trong nhà tù Impel Down và họ nghĩ Magellan sẽ xử lý Luffy. Sau đó thì Luffy biến mất trong 2 năm time skip và được Rayleigh và Hancock giấu kín nên chính phủ thế giới không có cách nào tiếp cận được Luffy. Trong phần Red Rosa, Fujitora được cử đến để đối phó với băng mũ rơm, nhưng cuối cùng thì ông ta cũng đã bỏ qua để Luffy chạy mất. Ở đảo Joe, chính phủ thế giới không biết Luffy đang ở đâu. Và ở phần đảo Bánh, tin tức về việc băng mũ rơm đột nhập vào lãnh thổ của Tứ Hoàng Big Mom, một nơi cực kỳ nguy hiểm, nên Ngũ Lão Tinh tin rằng cơ hội sống sót của Luffy là không quá cao và sẽ không thể trốn thoát được. Nhưng cuối cùng thì băng mũ rơm vẫn có thể trốn thoát khỏi Big Mom an toàn. Và bây giờ thì ở Wano, một lần nữa, băng mũ rơm lại chọn cách chiến đấu chống lại hai Tứ Hoàng, một sự kiện điên khùng mà không ai dám nghĩ tới. Chính Ngũ Lão Tinh trong chương 1037 cũng nhận định rằng một trận chiến có cả Big Mom và Kaido thì ắt hẳn phải có người chết. Nhưng cuối cùng, Luffy liên tục đột phá sức mạnh và sống sót tiếp tục chiến đấu. Còn đám thuộc hạ All-Star của Kaido cũng bị hạ gục, ngay cả Big Mom thì cũng thế. Vì vậy, mệnh lệnh cần nhất bây giờ đó là CBO phải liều mạng để giết chết Luffy. Và trong nhiệm vụ khẩn cấp lần này, CBO thành công khi can thiệp vào trận chiến giữa Luffy và Kaido. Ở lần tấn công cuối cùng trước khi kiệt sức, trong lúc Luffy chuẩn bị tấn công, thì CBO nhảy ra phía sau giữ chặt tay phải của Luffy và khiến Luffy không thể đáp trả đòn tấn công của Kaido. Vì vậy, cậu ta ăn trọn cây chùy Kanabo có phủ Haki Báo Vương của Kaido. Luffy người đầy máu và bầm tím, mắt trợn ngược, hơi nước bắt đầu bốc ra từ miệng, cho thấy sự kết thúc của Gear 4, đồng thời Momonosuke thông báo rằng anh ta không còn nghe thấy giọng nói của Luffy nữa. Trước đây trong hành trình One Piece, chúng ta thường được tác giả Oda đưa các dẫn chứng cho thấy việc bất cứ khi nào một giọng nói được cho là biến mất ở trong One Piece, điều đó có nghĩa là người đó đã chết. Ví dụ như ở Marineford, Kobe đã đánh thức được Haki quan sát và đã khom người xuống khóc dữ dội trên chiến trường, nói rằng những giọng nói trong đầu anh ta lần lượt biến mất khi những người chiến đấu xung quanh anh ta bị giết chết. Hay như Aisha ở Skypiea có mantra giúp cô có giác quan thứ 6 về thế giới xung quanh. Cô ấy có thể cảm nhận được khi nào người ta chết hoặc bất tỉnh cũng như cảm xúc của người khác. Vậy thì nếu bây giờ Luffy đã hoàn toàn biến mất giọng nói, liệu có phải Luffy đã chết không? Vậy thì làm thế nào mà Luffy vẫn còn sống sót để mỉm cười ở phần cuối chương 1043? Theo như mô típ các truyện Shonen thì có thể trái ác quỷ đã thức tỉnh từ sức mạnh cổ đại của Joy Boy và chỉ khi Luffy mất đi ý thức đến ranh giới của cái chết thì sức mạnh đó mới thức tỉnh. Hình ảnh Luffy nở một nụ cười tươi, đôi mắt thì bị che khuất đi, làm chúng ta liên tưởng đến sự huyền bí và
và hơi creepy. Junesha thì lại đề cập đến việc Joy Boy đã trở lại ngay tại đảo Onigashima và lời nói của Junesha giống như đề cập đến Joy Boy là một cái tên, chứ không phải là một danh hiệu. Đây là một sự khác biệt cực kỳ quan trọng, bởi vì con voi đã tuyên bố Joy Boy đã trở lại sau 800 năm với tiếng tim Ruffy đập trở lại, nhưng Momo lại không hề nghe thấy giọng nói của Ruffy vang lên. Điều này hoàn toàn có thể, Ruffy thực sự chưa chết, nhưng có thể đã mất đi ý thức, và ý thức của Joy Boy đang điều khiển cậu ta. Việc tình trạng Ruffy hiện giờ đang bị đoạt thân xác để Joy Boy điều khiển, hay Ruffy sẽ tỉnh táo trở lại thì chúng ta phải chờ tuần tới, chờ 1044 ra mắt thì chúng ta mới biết. Nhưng có một chi tiết nữa khá hay, đó là về tình huống Ruffy tiến sát đến cái chết. Có tồn tại một loại thẻ Viver Card liên quan đến sự sống của chủ tấm thẻ đó. Viver Card được làm từ móng tay của một người, có khả năng chống lửa, chống nước, nhưng lại có thể được xé ra để trao tặng cho nhau. Điều đặc biệt của tấm thẻ này đó là các mảnh giấy cùng thuộc một tờ giấy sẽ luôn hướng về phía nhau cho dù chúng ở đâu đi chăng nữa. Và một mảnh giấy ở trong tấm thẻ sẽ cho biết được tình trạng sự sống của chủ nhân. Người cầm mảnh giấy sẽ biết được tình trạng sức sống của người thân mình thông qua mảnh giấy này. Sabo đã tạo ra tấm thẻ này cho Ruffy và giữ một phần của nó. Phần còn lại được trao cho Roronoa Zoro để chuyển nó cho Ruffy. Một phần của nó sau đó được trao cho các thủ lĩnh của đại hạm đội Mũ Rơm và Bellamy. Vì tính mạng của Ruffy hiện giờ đã gần đến cái chết, nên rất có thể thẻ sinh mạng của Ruffy đang bốc cháy. Nếu điều này thực sự xảy ra, các chỉ huy của hạm đội Mũ Rơm sẽ nắm được tình hình. Hiện tại thì ở Wano đã có một thế lực thứ ba, đó là chính phủ thế giới. Trong trang 1028, CBO thông báo rằng tàu của chính phủ đang trên đường đến Wano. Chúng ta cũng đã thấy hình ảnh những con thuyền có khoảng 3 hoặc 4 con đang hướng tới Wano. Rõ ràng chính phủ thế giới đang chờ đợi hai phe Kaido và Ruffy choảng nhau xong thì sẽ nhân cơ hội đánh úp để thống trị Wano. Vì vậy việc Ruffy cần sự trợ giúp lực lượng là cần thiết. Chiến sự hiện tại ở Wano là 12.000 thành viên băng bách thú đối đầu với 8.000 binh lính bên liên minh Mũ Rơm, hơn kém nhau 4.000. Vậy thì nếu đại hạm đội Mũ Rơm với hơn 5.000 người xuất hiện thì liên minh Mũ Rơm sẽ có một lợi thế mới, trở thành 13.000 thành viên chiến đấu với 12.000. Không chỉ vậy, 5.000 chiến binh của đại hạm đội đều là những người rất mạnh và có thể sẽ đảm nhận nhiệm vụ chặn đánh đám CBO bảo vệ băng Mũ Rơm. Sau khi chiến đấu với Kaido, dù thắng hay dù thua thì các thành viên băng Mũ Rơm đều sẽ kiệt sức, họ cần sự hỗ trợ từ liên minh, nên đây sẽ là một chi tiết nhỏ báo hiệu việc hạm đội có thể xuất hiện để hỗ trợ ở Wano. Trên đây là những suy nghĩ của mình về việc Ngũ Lão Tinh trong suốt hành trình One Piece luôn săn bắt trái ác quỷ của Ruffy. Cuối cùng họ đã làm được việc để CBO loại bỏ Ruffy, nhưng vô tình lại làm thức tỉnh Joy Boy bên trong Ruffy. Hiện tại thì các giả thuyết chỉ ở mức độ tham khảo trong khi chờ chương 1044. Nếu bạn có suy nghĩ gì về tình trạng hiện tại và trái ác quỷ của Ruffy thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để mình tổng hợp thêm ý kiến của các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình channel nhé.